Vâng, em xin chào mọi người đã quay trở lại channel của Hát Music. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm clip này để giới thiệu cho mọi người một số cái đàn guitar classic Việt Nam. Và em đã thanh lý classic và acoustic luôn nhé mọi người nhé. Cái đàn này thì do em làm xưởng ngày xưa còn sót lại và bây giờ mới sơn xong. Đấy, một số cái đàn ngày xưa làm xưởng còn dư lại. Và bây giờ hiện tại thì em đã nghỉ bán đàn Việt rồi nhé mọi người nhé. Đây là những cái đàn còn sót lại. Thì tất cả đều là gỗ thịt và rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và em sẽ thanh lý giá cực kỳ sốc cho mọi người. Đấy. Những cái đàn này thì hoàn toàn nó là mới nhé mọi người nhé. Vì nó mới sơn xong thôi. Ngày xưa thì em làm xong là mới chỉ là cái phôi không, một cái mộc không, chưa có sơn. Bây giờ mới sơn xong, hoàn toàn mới nhé mọi người nhé. Cái đàn này thì có gỗ lưng và hông là bằng lăng cườm. Đấy. Mọi người có thể thấy là cái gỗ rất là đẹp, một cái vân rất là chi chít và những cái vết cườm rất là xịn, rất đẹp. Đấy. Những cái đàn thường là những cái đàn làm bằng gỗ thịt như này thì âm rất là hay. Mặt của nó thì là mặt cedar. Đấy. Cái này thì phủ màu khá là đậm, có màu nâu đậm nhé mọi người nhé. Âm thanh cũng rất là ok mọi người nhé. Cái đàn này thì ngày xưa em bán là 4 triệu mọi người nhá. Và bây giờ thì em thanh lý sốc chỉ còn có 2 triệu thôi. Đấy, 2 triệu cho một cái đàn gỗ thịt full solid và cái bộ lưng hông rất là đẹp. Đấy, bằng lăng cườm rất là tuyệt vời. Đấy, chỉ có 2 triệu mọi người có thể mua được cái đàn này, mọi người có thể cân nhắc và đưa nó vào bộ sưu tập nhá mọi người nhá. Rất tuyệt vời. Đấy, hoàn toàn mới. Đấy, rất là bóng luôn. Rồi. Cái số 2 là một cái đàn classic cũng là Việt Nam. Đấy. Và cái này thì có gỗ là gỗ hồng đào. Đấy. Mặt rất là sáng. Mặt này thì là Sika Spru. Đấy. Rất đẹp nha mọi người nha. Lưng hông rất đẹp và sơn rất là bóng. Đấy. Bộ gỗ này thì nó cũng rất là dài. So với cái giá này thì anh nghĩ đây là một cái đàn rất là ok. Cái này thì ngày xưa em bán là 2 triệu và bây giờ thanh lý chỉ còn có 1 triệu 2 thôi nha mọi người nha. Đấy. Một cái đàn có giá chưa tới 1,5 triệu, chỉ có 1,2 triệu thôi mà âm rất là nổ nha. Sơn bóng còn hoàn toàn mới. Đây là giá thanh lý mà em xả không làm nữa. Đấy, thì mới có giá này. Mọi người rất là khó để kiếm thị trường những cái đàn tốt như là chất lượng này, gỗ thịt và gỗ đẹp chứ không phải là hàng xấu, hàng lỗi gì mọi người nhá. Có cả bọc cả cái tút này. Đấy, bọc cả cái cần này. Đấy, nó là hàng khá là kỹ rồi nha mọi người nhá. Rồi. Đây cái đàn guitar classic hồng đào. Giá gốc là 2 triệu, thanh lý là 1 triệu 2. Đấy, mọi người nhớ nha. Tiếp theo là cái đàn guitar 3 phần 4 Travel Guitar. Đấy. Cái đàn rất đẹp, màu rất là ok. Đấy. Cái này là gỗ hồng đào, full hồng đào. Và hồng đào kỹ. Rất đẹp nha mọi người nha. Đấy, màu rất là đẹp. Cái vân gỗ rất là tuyệt vời. Cái này hoàn toàn là full solid và hoàn toàn mới. Đấy, do là mới sơn xong nhé mọi người nhé. Cái này thì ngày xưa em bán là 2 triệu 8 và bây giờ thanh lý chỉ còn 1 triệu 8 thôi mọi người. Đấy, thanh lý cực kỳ tốt, giá cực kỳ tốt. Và cái đàn này âm rất là hay so với cái dáng đàn này. Xuất sắc so với cái giá tiền này và ngoại hình rất ok, rất đẹp và rất là mới luôn. Đấy. Đấy, mọi người nhớ nha, cái đèn guitar 3/4 gỗ hồng đào full giá là 2,8 triệu, thanh lý là 1,8 triệu đồng. Đấy, 1,8 triệu thôi nhé mọi người nhá.
Tiếp theo là một cây đàn cũng là full hồng đào, nhưng mà cái này là hồng đào thường thôi. Cái này thì rẻ thị trường, ngày xưa em bán và hiện tại thì mọi người cũng vẫn đang bán là khoảng 1,5 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu. Và cái này thì em thanh lý chỉ có 900 nghìn đồng thôi. Đấy, rất đẹp. Đấy. Đấy, cái này chỉ là băng keo để em đánh dấu là hàng thanh lý thôi nha mọi người nha. Có thể lột ra. Đấy. Đấy. Chỉ có 900 nghìn đồng một cái đèn rất tuyệt như thế này. Mọi người có thể mua cho tặng hoặc là mua cho các em chơi, các cháu chơi. Đấy, âm rất là bén, rất là nhạy. Rất tuyệt vời so với cái giá 900 nghìn đồng. Giá thanh lý cực kỳ sốc và khó để có một đợt thứ hai thế này nha mọi người nhé. Rất là khó kiếm cái đèn như thế này, giá tốt như thế này, âm hay như thế này, chỉ có giá 900 nghìn đồng. Đấy, mọi người nhá. Đấy, nếu mà mọi người muốn mua thì có thể chụp lại màn hình cái này, hoặc là có thể nhớ cái mã ở trên màn hình để em để nói lại cho em để em biết mọi người nhá. Đây là một cái đèn như cây vừa nãy, cây hồng đào, gỗ guitar classic hồng đào. Đấy, mặt Sika, nhưng mà cái này thì được sơn đen. Đấy. Cái này thì em bán sẽ rẻ hơn cây kia 100.000 vì cái màu sơn đó. Sơn đen này thì cũng ít người thích. Đấy. Cái đèn này thì giá gốc là 2 triệu và em bán lại thanh lý là 1,1 triệu mọi người nhá. Đấy, 1,1 triệu thôi, một cái đèn rất tuyệt vời. Âm thì như cây vừa nãy em vừa test luôn. Đấy, và test âm cho mọi người nhá, âm rất là nổ luôn. Đấy, âm cực kỳ hay so với cái giá này. Đấy, mọi người rất là khó kiếm ở trên thị trường những cái đèn tiếng mộc hay như thế này, ngoại hình đẹp như thế này và full solid mà chỉ có giá là 1,1 triệu đồng. Đấy, thanh lý rất là hời, một cái điều rất là sốc cho mọi người. Đấy, mọi người có thể tham khảo nhá. Cuối cùng là một cây đàn guitar acoustic. Đàn này là một cái đàn có lưng hông là gỗ hồng đào, cũng hồng đào gốc full solid, và cái này làm khá là kỹ nhé mọi người nhá, có cả bọc chỉ tốt đầy đủ đàng hoàng. Cái đàn này thì tiếng khá là ấm và giá thì cũng rất là sốc. Cái đàn này thì ngày xưa em bán là 2 triệu và bây giờ thanh lý thì chỉ còn có 1,4 triệu thôi nhé mọi người nhá. Đấy, thanh lý nhưng mà cái này là mới hoàn toàn vì mới sơn xong. Đấy, giá cực sốc. Rồi em sẽ test thử âm thanh cho mọi người nghe nhé. Thử. Và cái này cũng là cây đàn cuối cùng trong series thanh lý này. Và cây đàn này thì được thanh lý với giá là 1,4 triệu, chỉ có 1,4 triệu thôi mọi người ạ. Đấy, một cây đàn cực kỳ tuyệt vời trong cái tầm giá này. Mọi người sẽ rất là khó kiếm được một cây đàn nào tốt hơn như thế này nhá, ở trong cái phân khúc này. Dạ vâng, thì trước thềm năm mới thì xin chúc mọi người một cái Tết an khang thịnh vượng, thật là nhiều sức khỏe dồi dào và sang năm thì sẽ thành công hơn năm cũ. Xin cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh của Hum Music. Một lần nữa xin chúc mọi người bình an và hẹn gặp lại mọi người trong năm sau mọi người nhé. Xin chào.